Xin chào các bạn ha. Thì bây giờ mình sau một cái quá trình mình học về cái ngôn ngữ assembly cho cái con 8051, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chuyển sang viết chương trình bằng C để giao tiếp nhiều cái ngoại vi phức tạp hơn. Thật ra mình giao tiếp những ngoại vi khác mình dùng assembly đều được hết ha. Tuy nhiên là assembly viết nó sẽ rất là dài, rất là tốn nhiều thời gian, nên gần như bây giờ các cái chương trình assembly bây giờ người ta chuyển sang ít nhất là bằng ngôn ngữ C cho các dòng vi điều khiển ha. Còn nếu như khó hơn nữa thì người ta sẽ nâng cấp lên thành ngôn ngữ C cộng cộng ha. Một số cái cộng đồng nhà phát triển thì người ta có thể triển khai thành những cái ngôn ngữ cao cấp hơn, ví dụ như là Java hay Python. Nhưng mà với góc nhìn của mình, quan điểm của mình thì C vẫn là cái ngôn ngữ lựa chọn tốt nhất ha. Nó không quá dài dòng như assembly, nhưng nó cũng không quá phức tạp như những cái ngôn ngữ như là C cộng cộng hay là những ngôn ngữ cấp cao ha. Và cái C thì nó sẽ gần gũi hơn với những ngôn ngữ khác, dẫn tới cái quá trình mà nó biên dịch cái code đó ra cái mã máy đó, nó sẽ tốt hơn và nó sẽ phù hợp nhất ha. Tất nhiên assembly là biên dịch ra mã máy là ok nhất, tuy nhiên là nó viết dài dòng quá nên người ta chọn cái ngôn ngữ đó, ngôn ngữ C. Thì thực tế khi một cái code C ấy, được viết ra thì cuối cùng ha, C nó cũng sẽ dùng thông qua cái C compiler á, nó cũng sẽ biên dịch ra thành những cái code assembly tương ứng các bạn. Cuối cùng nó cũng quy ra assembly thôi ha. Một cái câu lệnh về C nó cuối cùng nó vẫn sẽ nhờ cái trình biên dịch á, cái phần mềm trình biên dịch á, nó sẽ biên dịch ra cái code assembly tương ứng. Từ assembly nó cuối cùng nó cũng biên dịch ra gì, machine machine code mà thôi ha. Đó, thì từ cái machine code là cái mã nhị phân 0101 á, nó mới nạp vào trong cái memory, và từ đó cái con từng cái mã lệnh nó sẽ được nạp nạp mã 01011 từ bộ nhớ ha. Bộ nhớ thì nó lưu thành điện tích rồi đó, điện áp ha, cao thấp nó sẽ lưu vào trong, nó sẽ được dịch 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 qua các cái cổng logic, cổng flip flop để vào trong CPU để nó tiến hành nó mã hóa, giải mã và nó xử lý ha. Đó, thì thực ra cuối cùng cái quy trình nó cũng như vậy thôi. Rồi assembly nó khó viết quá ha, nó dài dòng quá, vì vậy người ta chuyển sang C cho nó thân thuộc ha. Ok. Rồi, thì đối với học về C thì cái bài đầu tiên mình sẽ học đó là điều khiển cái ngõ ra, cái ngõ digital thôi, GPIO ngõ ra bằng cái ngôn ngữ C. Khi mình nhảy qua C, mình học với vi điều khiển thì các bạn nên để ý một cái là gì? Ok, mình có thể từ đây mình có thể quên cái ngôn ngữ assembly đi. Ok. Tuy nhiên khi một cái mà mình vẫn phải nhớ, một cái mình vẫn phải nhớ đó là gì? Đó là gì các bạn? Đó chính là các cái thanh ghi ha, các cái thanh ghi để giao tiếp với ngoại vi ha. Vì cái câu chuyện cuối cùng là gì các bạn? Câu chuyện cuối cùng là gì? Muốn giao tiếp với ngoại vi ha, giao tiếp với những cái ngoại vi, với thế giới bên ngoài con chip á, thì cuối cùng quay lại câu chuyện mình vẫn phải làm việc với các cái thanh ghi đặc biệt. Nhưng mà thay vì mình dùng cái ngôn ngữ assembly thì bây giờ mình dùng code C ha, thì mình vẫn phải biết biết những cái thanh ghi đặc biệt này ha. Đó, thì đó là cái ý nghĩa ha. Chẳng qua không viết bằng assembly thì viết bằng C thôi. Đó, thì cái bảng thanh ghi đặc biệt của mình đó, đó thì nó có những thanh ghi đặc biệt như thế này ha. Đó, như bảng đây. Rồi. Hình như bên đây cái bảng này nó đầy đủ hơn. Đó, ok ha. Ok, thì mình phải biết những thanh ghi này. Đối với những cái ngoại vi cụ thể thì mình sẽ cần dùng những cái thanh ghi gì? Thì trong quá trình học á, trong quá trình học từng cái ngoại vi mình sẽ lần lượt giới thiệu cho các bạn ha. Mình giới thiệu các bạn. Đó, ví dụ giờ học GPIO nè thì các bạn chỉ cần biết tới các cái thanh ghi là B0, B1, B2, B3 thôi. Đó, bốn cái thanh ghi này. Bốn cái thanh ghi này thì nó sẽ liên quan tới cái ngoại vi, đó những cái chân GPIO này, gần như tất cả các chân vi điều khiển luôn. Đó, tất cả chân vi điều khiển luôn. Đó là có thể xuất cái điện áp ngõ ra hoặc là đọc cái ngõ vào. À, thì hiện tại bây giờ mình sẽ làm các cái bài toán liên quan xuất cái điện áp ngõ ra cho mấy cái chân này thôi. Thì mỗi cái chân này nó lại có những cái chức năng khác, ví dụ như chức năng của serial nè, TRX nè, chức năng của interrupt nút nhấn nè, tức chức năng của timer counter nè. Đó, hay là chức năng ok, đó là những cái chức năng đó ha, mình sẽ học ha. Ok, thì khi đó mình sẽ dùng những cái chân này, không phải chức năng là GPIO input output của cái con số nữa, mà nó sẽ là cái chức năng của một cái chuẩn truyền thông khác ha. Thì khi đó mình sẽ học sau. Còn bây giờ mình chỉ dùng những cái chân này với cái chức năng là xuất cái điện áp ngõ ra mức 0 hay mức 1 thôi. Đó, ok. Rồi. Thì
học bên ngôn ngữ C thì mình vẫn vẫn phải tuân thủ những cái quy định bên cái ngôn ngữ C. Thì ở đây mình có tổng hợp cho các bạn một cái bảng những cái lưu ý nè, những cái kiến thức cơ bản nhất để các bạn học với ngôn ngữ C đó. Thứ nhất là một cái kiểu dữ liệu gọi là kiểu dữ liệu SBIT ha, dùng để khai báo ra một cái biến, khai báo một cái biến. Cái biến này nó sẽ được liên kết với cái bit B1.1 ha, cái bit B1.1 đó. Thì khi mình tác động vô cái bit bit số 1 á, của cái bọt B1 á, thì khi đó cái ngoại vi của cái pin B1.1 nó sẽ được tác động ha. Ví dụ mình ghi cái giá trị bằng một vô thì cái pin này sẽ xuất ra mức là 5V đó, vậy đó. Và nhớ nhớ ha, nhớ những cái ký hiệu này. Assembly thì có thể mình dùng dấu chấm ha, nhưng bên đây á, để tạo ra một cái biến kiểu kiểu bit á, để liên kết tới cái pin B1.1 á, thì mình lại dùng cái dấu dấu mũ như thế này. Nói chung đó là cái quy tắc thôi, cái này bắt buộc phải học thuộc lòng. Không thuộc học thuộc lòng thì các bạn dùng nhiều lần đi, từ từ các bạn sẽ thuộc. Ok, rồi sau đó mình muốn xuất mức một ra cái pin thì mình chỉ cần gán cái biến này bằng một thôi. Đó thì mình có ghi đây nè, ha. Rồi hoặc là các bạn muốn đảo trạng thái của cái pin đó thì mình chấm than là mình đảo, hoặc mình có thể dùng cái dấu ngã cũng được nè. Đó, cái tài liệu mình cung cấp cho các bạn là đầy đủ rồi đó, đầy đủ, các bạn cứ đọc ha, đọc đọc. Rồi hoặc là các bạn có thể tác động trực tiếp tới cái pin B1.1 luôn, B1.0 gì đó, bằng cách là dùng gạch dưới như thế này. À, không dùng dấu mũ được nha. Nếu mình muốn dùng trực tiếp thì mình lại dùng gạch dưới đó. Nói chung là cái này mình phải học thuộc lòng ha. Ok. Và mình làm sai thì mình cứ mở tài liệu này ra mình coi lại. Đó, cái cách này cũng là xuất mức không ra cái pin B1.1 nè. Đó. Hoặc hoặc các bạn có thể tác động tới nguyên một cái bọt luôn. Cái bọt một cái bọt thì nó gồm 8 8 pin nha. Một cái bọt thì nó sẽ gồm có 8 pin. Cứ bọt không là từ B0.0 cho B0.7. Đó, bọt 2 là B2.0 tới B2.7 đó. Các bạn muốn dùng bọt nào thì các bạn có thể tác động thẳng vô cái bọt đó luôn. Tức là mình xuất ra cái giá trị là 0x15 ra ra cái bọt B1 luôn ha. À, rồi, sẵn tiện cái con số 0x15 này mình cũng nói cho các bạn biết luôn như thế này. À, thì mình có ba cái cách thể hiện một con số đúng không? Nó là số thập phân mình ghi bình thường như thế này, nó gọi số thập phân. Số nhị phân thì mình sẽ ghi kết thúc bằng cái chữ B ha, và mang hai con số 0101 01 thôi. Số thập lục phân á thì nó là mình ghi là ở bên đây nó không có dùng là 0D, không có kết thúc bằng chữ H giống bên bên assembly nha, nó không dùng chữ H nha. Cái này nó cũng không tồn tại trong cái code C luôn, nó không tồn tại đâu. Nhưng mà mình tổng kết là cho các bạn hình dung thôi ha. Thì bên đây thập thập lục phân á, thì nó lại dùng cái dấu là 0x ha. 0x thì nó đại diện cho cái phía sau này là số thập phân. À, thôi số thập phục lục phân. Đó, 0x ha. Đó, thì C trong cái code C á, thì mình chỉ sử dụng hai cái loại số thôi. Ha, chỉ sử dụng hai loại số thôi. Chỉ sử dụng hai số đó là số thập phân và số thập lục phân thôi ha. Số thập phân và số thập lục phân thôi. Tức là mình chỉ có thể ghi con số kiểu như thế này hoặc là ghi cái con số kiểu như thế này ha. Còn cái kiểu này là mình không chơi nha. Đó, còn thập phân bên đây thì là không ít nha, chứ không phải là không DH đâu, không phải không DH nha, không DH là bên assembly. Đó. Nói chung là cái trình biên dịch nó quy ước như thế nào thì mình học như thế đó. Rồi. Ok. Tiếp theo mình cũng có thể đặt một cái tên biến ha, một cái tên biến cho cái bọt luôn. Nó mình có thể dùng cái từ khóa define ha, define cái tên biến này cho cái bọt B1 đó, ok chưa? Đó thì khi đó mình cứ gán cái led bằng cái giá trị gì đó, thì thực tế là mình gán giá trị vô cho cái bọt này luôn, tức là xuất nguyên cái con số hexa này ra cái bọt này đó. Còn đảo này là để đảo trạng thái của từng bit ha, từng từng bit, tức là trong 8 bit đó thì bit bằng nào bằng một thì nó đảo thành không, bit nào bằng không đảo thành một đó. Nào, đây là cái vòng lặp while true ha. Ở bên đây nó không có cái kiểu dữ liệu là true false, thì mình dùng cái số 1 tức là một cái con số khác không, tức là một con số đúng. Thì đây là cái vòng lặp vô hạn ha. Thì cái vòng lặp này mình dùng rất là nhiều, tại vì cái chương trình vi điều khiển mình gần như mình sẽ cho nó chạy mãi luôn, nên cái câu chuyện là mình sẽ dùng cái while true này rất là nhiều ha. Tức là hoặc là nếu không làm gì mình cũng sẽ treo cho nó đứng tại chỗ ở trong đây đó. Rồi còn cái cấu trúc chương trình chính mình sẽ bây giờ void main void như cái code C thông thường. Rồi còn này cách khai báo biến thôi đó, cách khai báo biến này biến ít ha, biến ít hoặc là biến một cái biến mảng ha, biến mảng y gồm 20 phần tử, được chưa? Thì khi khai báo biến như thế này thì cái biến mình nó sẽ được lưu vào trong bộ nhớ RAM nha các bạn nha. Còn các bạn muốn khai báo nó clear hơn, mình muốn là lưu trong cái bộ nhớ dữ liệu á, RAM bộ nhớ dữ liệu, muốn lưu trong bộ dữ liệu các bạn sẽ dùng thêm cái từ khóa là data, tức là int data xy đó. Thì khi đó nó sẽ rõ hơn là biến xy này sẽ lưu trong cái bộ nhớ dữ liệu, bộ nhớ dữ liệu tức là lưu trong RAM á ha. À, tuy nhiên mình không cần ghi chữ data đâu, mình chỉ cần ghi như vậy là chương trình nó cũng hiểu rồi. À, còn nếu mình muốn tạo ra một cái biến mà mình lưu vào trong cái bộ nhớ ROM á, thì khi đó mình dùng thêm từ khóa là code ha, code đó, int code a b đó.
thì cái biến này nó sẽ được lưu vào trong cái bộ nhớ nhớ ROM ha. Và hình như là mình có thể, nếu mà đã gọi là khai báo biến trong cái bộ nhớ ROM này, bộ nhớ mình có thể đọc ghi nha, thì khả năng cao là mình có thể thay đổi giá trị của nó. Thì bây giờ nó sẽ hoạt động giống như là một 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 biến chứ không phải một hàng số. Cái này để mình check lại sau ha, cái này mình check lại sau. Ok, thì trong quá trình mình làm thử thì mình sẽ trải nghiệm sau ha. Ok rồi, còn hiện tại thông thường thì mình sẽ dùng cái kiểu này. Còn khi nào ví dụ như bộ nhớ RAM mình nó bị đầy á, bộ nhớ RAM mình bị đầy thì mình mới xem xét là mình đẩy cái biến mình qua cái bộ nhớ ROM theo cái kiểu như thế này ha. Đó. Còn nếu mà không đầy thì mình cứ để bên bộ nhớ RAM, tại vì cái tốc độ xử lý của RAM sẽ nhanh hơn, quá trình đọc ghi dữ liệu vào RAM nó sẽ nhanh hơn ha. Ok rồi, cái này thì thực tế là hiện tại mình cũng chẳng cần xài nó, tại vì cái chương trình mình đa số rất là nhỏ, đa số mình xài theo cái kiểu như thế này là được. Còn cái này mình cả năm rồi mình không có check lại nên mình không chắc ha. Nhưng mình dạy lâu quá mình quên, cứ năm mình dạy lần thì có gì mình sẽ check lại sau, hoặc các bạn có thể check lại rồi có vấn đề gì các bạn trao đổi với mình. Ok thì bây giờ mình sẽ tiến hành là viết chương trình cho các bạn xem ha. Thì đây đây là cái cấu trúc cơ bản của một cái chương trình ha, cấu trúc cơ bản của một chương trình thì nó như một cái code C thông thường thôi. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn một số thứ. Thứ nhất khi mà mình dùng cái con vi điều khiển á, con vi điều khiển nào thì mình phải include cái thư viện con vi điều khiển nó vô đây. Include này để làm gì? Thì thực ra nó trong cái file file header này, file chấm h gọi là file header. Trong cái file này của nó chứa nó đã đặt tên, nó đã define sẵn cho mình những, tức là nó đã định nghĩa sẵn cho mình những cái thanh ghi á, những cái thanh ghi đó nó sẽ ánh xạ sang cái vùng cái địa chỉ nào của cái bộ nhớ RAM của mình đã đầy đủ hết rồi. Đây nè. Bấm vô đây. 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 Thì mỗi cái thanh ghi này ha, mỗi cái trong C thì mình gọi là biến luôn đi. Mỗi cái biến này ha, mỗi cái biến này nó đã được ánh xạ sang cái địa chỉ này luôn cho mình hết rồi. Và trong chương trình mình muốn xài những cái biến này để mà mình xuất dữ liệu ra ngoại vi á, đây là những cái thanh ghi đặc biệt mà. Nếu ví dụ mình ghi giá trị vô đây thì cái controller nó tự động nó đọc cái giá trị trong cái thanh ghi đặc biệt này đẩy ra ra hạt que cho mình. Đó. Thì những cái biến này nó đã được ánh xạ sang những cái địa chỉ này cho mình rồi thì mình có thể xem ở đây. Các bạn có thể vô trong đây nè, các bạn chuột phải ha, chuột phải nó, các bạn open document ha, mở cái file tài liệu của thằng này lên. Đây thì cái file nó đây. Thì các bạn sẽ nhìn vô đây các bạn thấy là gì vậy ha. Thì thực tế là đây là những cái thanh ghi nè, ví dụ như bọt bọt không nè, thì nó đã được ánh xạ sang, tức là cái biến này nó luôn luôn tồn tại rồi. Vì vậy trong tài liệu của mình á, các bạn muốn xài cái biến nào các bạn cứ lôi ra các bạn xài thôi nè. Thấy không? Các bạn không có cần định nghĩa cái B1 là gì hết á. Còn các bạn cứ lôi ra các bạn gán giá trị vô là nó sẽ tự động ánh xạ tới cái thanh ghi có địa chỉ là bao nhiêu, B1 là 90 hexa đúng không? Thì mình mở lên vô trong cái này, mình nhìn như đây mình kiếm cái B1 đây, mà thấy không, nó đã ánh xạ sẵn rồi. Thì cái việc mà nó ánh xạ cái thanh ghi này qua cái địa chỉ này á, thì nó dùng một cái kiểu dữ liệu nó là SFR bạn, Special Function Register đó. Thì cái biến này đã tồn tại rồi nha, nên mình không có cần phải khai báo cái biến này gì hết á, mình thích là mình xài thôi ha. Rồi và đây xài thử luôn cho các bạn coi nè. Ví dụ như mình vô chương trình chính mình nè, đây chương trình rất là quen thuộc ha. Rồi đây vòng while true mình cứ để nè, đó mình kệ nó, mình cứ cho nó chạy mãi mãi đi, không có gì thì mình cứ kệ nó cứ cho chạy. Rồi bây giờ mình cho cái thằng B1 thử nè, đó nó có sẵn rồi, mình không có cần định nghĩa lại nha. Trong tài liệu này mình cũng có nói rồi nè, lưu ý nè, các cái thanh ghi đặc biệt nè đó, và những cái bit trong những cái thanh ghi đặc biệt luôn. Sau này mình sẽ có những cái bit cụ thể trong những cái thanh ghi đặc biệt. Đâu mình mở coi thử coi. Những cái thanh ghi này nè, bên trong cái bit này nó đã có những cái tên tương ứng luôn rồi các bạn. Có tên tương ứng luôn rồi ha, mình mở cho các bạn coi luôn. Đây, đây, ví dụ như mình có cái thanh ghi gọi là thanh ghi IE ha. Đó. Interrupt enable ha, thanh ghi cấu hình liên quan tới những cái gì liên quan tới cho phép chương trình ngắt chạy á, thì ở trên thăm thanh ghi IE nè, nó đã có sẵn những cái bit bên trong cái thanh ghi nè, nó có những cái tên các bạn, và người ta đã đặt cho những cái bit này, người ta đặt cho những cái bit này với những cái tên rồi luôn ha, những cái tên rồi. Ví dụ như là cái bit này là EE nè, bit số 7 nè, EC bit số 6 nè, nó nằm trong thanh ghi IE. Các bạn có thể xem trong đây, mình mở cho coi luôn ha. Mình kiếm cái thanh ghi nào đó, đây ví dụ như thanh ghi T TMOD nè, thì nó có những cái bit này người ta đã define cho nó những cái giá trị.
là t t t t t con nè, đây là những bit nè, nó tương ứng với cái địa chỉ của nó nè, đúng không? Đó là người ta đã dùng s bit, người ta đã định nghĩa những bit này rồi, các bạn có thể lôi các bạn xài thôi. Đó. Thậm chí là cái B1 nè, các bạn thấy không? Cái B1 này nó đã người ta đã định nghĩa sẵn cho mình là B1 gạch dưới nè, thấy không? Gạch dưới là tương ứng với từng cái địa chỉ cái bit này nè, có sẵn hết rồi. Rồi thanh ghi B2 IE nè, đây. Đó là thấy không? Nè. Đó, thằng này thì có địa chỉ bao nhiêu? Đó là thanh ghi về interrupt á. Thì nó lại nằm bên đây IE nè, các bạn thấy không? Đó thì có phải là cái bit cao nhất nó là AF không? Mày thấy không? Nè, AF nè, mày thấy không? Thì nó đã đặt cho cái tên biến này là enable on interrupt. Đó, cái này thì từ từ mình sao, nhưng mà mình nói cho bạn biết là cái gì, những cái thanh ghi đặc biệt nè nó đã có những cái tên, nó đã ánh xạ sang những cái địa chỉ cho sẵn cho mình rồi, và những cái bit bên trong những thanh ghi này nó cũng đã ánh xạ sẵn cho mình rồi, thì mình chỉ cần hiểu cái ý nghĩa của từng cái bit này để mình ghi dữ liệu vô đây. Khi mình ghi vô đây thì cái nhờ cái cơ chế memory map thì cái controller nó tự động nó đọc cái giá trị trong những cái bit này, những cái thanh ghi này, và nó sẽ điều khiển cái ngoại vi cho mình đó. Nên câu chuyện cuối cùng là mình giao tiếp với ngoại vi thực tế là mình chỉ cần hiểu ha, hiểu về thanh ghi, hiểu về địa chỉ của nó, và mình sử dụng, mình ghi, đọc ghi dữ liệu với những cái thanh ghi đặc biệt này của cái con chip, thế là mình đã giao tiếp được với nguyên cái con chip này các bạn ha. Ok rồi, thôi tóm lại là nó không dễ ha, nó không hề dễ. Thôi mình cứ từ từ, mình cứ làm dần đi rồi thời gian nó sẽ ngấm nếu mà các bạn làm nhiều, còn nếu các bạn làm ít thì mình biết sơ sơ, thì tùy các bạn lựa chọn ha. Rồi không ít F0 ha, thì ví dụ như thế này thì mình sẽ xuất 8 cái gì, 4 bit cao là ở mức 1 và 4 bit bit thấp là ở mức mức thấp, đúng không? Rồi nó đã có sẵn rồi, mình không có cần định nghĩa hết á, mình biên dịch chương trình ha. Cái cách tạo project mới như thế nào thì mình sẽ có cái video khác ha, mình coi lại cái video về tạo cái code assembly này kia thì có sẵn rồi, thì các bạn coi thôi. Còn cái này mình vô mình chỉ cho các bạn luôn. Rồi, mình biên dịch xong thì cái chương trình dưới đây nó báo không error là ok ha. Có một cái warning, cái warning thì các bạn cũng nên phải hiểu ha. Thì trong đây nó có một cái warning nó nói là cái hàm delay của mình nè. Ở đây mình có một cái hàm delay thì tí mình sẽ nói sau. Là nó kêu bạn có cái hàm delay mà bạn chưa có xài trong chương trình chính mục của bạn thì nó kêu warning là bạn nên xài đi, còn không bạn xóa đi. Ý nó nói vậy đó. Thì mình có thể comment nó đi thì nó dẫn tới là nó sẽ comment thì như C bình thường. À, mình biên dịch lại đó, bạn thấy không, hết warning luôn, hết error luôn à. Rồi chương trình này mình rất đơn giản là mình chỉ xuất cái giá trị thẳng ra cái bọt B1 thôi, rồi sau đó mình mở chương trình lên rồi mình nạp code vô ha, nạp code vô ok ha, rồi code mình nạp vô ok, rồi tốc độ Thạch Anh hiện tại mình đang xài 12 MB nha, rồi ok, rồi các bạn chạy ở đây mình bọt B1 mở lên, rồi các bạn nhìn bọt B1 nè, thấy không? Thì cái đốm màu đỏ này các bạn học kỹ thuật số bạn biết rồi ha, màu đỏ tức là mức 1 nè, còn màu xanh là mức gì, mức không, các bạn thấy không? Đó, đơn giản vậy thôi. Đó, các bạn muốn xuất dữ liệu ra thì các bạn chỉ cần biết cái thanh ghi tương ứng, thế là các bạn ghi vô là xong, được chưa? Rồi, một cái cách tiếp theo là tác động tới đúng cái bit mà mình muốn thôi. Ok, thì cái này là tác động thẳng tới thanh ghi đúng không? Bây giờ mình tác động tới cái bit. Còn các bạn muốn đặt lại cái tên thanh ghi nhìn cho nó chuyên nghiệp đó, thì các bạn dùng cái cách này, được chưa? Rồi, mình làm demo nhanh nhanh cho các bạn coi đi nha. Bây giờ muốn tác động tới bit đúng không? Thì mình có thể tác động thẳng theo cách này luôn, tại vì cái B1 shift gạch không là nó đã có sẵn trong cái này rồi ha. Nè, đó B2 shift gạch không, B1 shift gạch không có sẵn rồi. Thì mình có thể xài luôn. Dù mình muốn tác động tới B2 shift gạch không đi, mình cho thẳng nó bằng 1 đi, bằng 0 đi. Nhưng mặc định là các cái bit nó bằng 1 hết rồi. B2 shift gạch 1 mình cho nó bằng 1 đi, đúng không? Và mình không quan tâm tới những bit khác, mình quan tâm tới hai bit này của bọt B2 thôi. Rồi bấm F7, F7 ha, F7 bên chương trình không lỗi ha. Ok. Rồi mở ra coi kết quả. Rồi chạy. À, mình chỉ cần chọn cái file head lại một lần đầu thôi nha, lần sau mình cứ chạy thôi là nó tự dẫn tới cái file head đó rồi. Nè. B2.0 thì là mức thấp, B2.1 là mức cao, được chưa? Rồi. Rồi bây giờ tiếp tục muốn nhấp nháy đúng không? Muốn nhấp nháy một con led đi hay là nhấp nháy một cái bọt thì mình làm cái nguyên cái bọt luôn, muốn nháy nháy một con led thì làm một một bit thôi. Được chưa? Muốn cái nào làm cái đó. Ok, thì bây giờ mình mở cái hàm delay lên. Thì đây là một cái đoạn chương trình con ha, cái đoạn chương trình con. Cái đoạn chương trình con này nó là một cái hàm delay ha. Thì cái đoạn code này nè, cái vòng lặp for này nè, cái vòng lặp for này nè, thì sau khi mà mình chạy thử, thì mình thấy nó xấp xỉ là 1 mili giây ha, đoạn vòng lặp for này. Thì nó để nó chạy xong từ 0 cho tới 123 nè, thì nó tốn xấp xỉ 1 mili giây các bạn ha. Đó. Các bạn có thể chạy debug xong các bạn mở cái chế độ mà coi cái thời gian ở trong chế độ debug á.
thì các bạn sẽ coi được cái chỗ này nè, xong rồi các bạn gọi chạy chạy đúng cái đoạn lệnh này thôi, thì các bạn sẽ thấy nó xấp xỉ 1 mili giây, các bạn coi đây nè à. Nhưng mà thôi mình nói bạn biết là như vậy đó, còn các bạn muốn trải nghiệm nào thì tùy các bạn à. Rồi à, thì cái này 1 mili giây thì ở chỗ này cái hàm này mình sẽ truyền vào t t mili giây, thì ví dụ mình truyền t là bằng 10 đi, thì cái vòng lặp này sẽ chạy 10 lần, vòng lặp này chạy 10 lần tức là nó sẽ gọi cái trong đây 10 lần, 10 lần của cái 1 mili giây tức là xấp xỉ là 10 mili giây đó, vậy thôi. Thì đây chính là cái chương trình delay ha. Rồi thì cái đoạn chương trình delay này mình để ở dưới hàm main nha, mình nên để những cái chương trình con á ở bên dưới cái hàm main. Mà nếu như để ở dưới hàm main á thì lưu ý một điều là gì, mình phải lấy nguyên cái đoạn code, cái tên của chương trình con này mình phải để ở phía trên cái hàm main, ở phía trên main, và kết thúc bằng dấu chấm chấm phẩy ha. Thì khi đó cái tại vì cái quy tắc cái chương trình nó biên dịch á, nó cũng sẽ biên dịch từ trên xuống dưới các bạn, biên dịch từ đây 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 đây, đây xuống nè. Thì khi mà ví dụ tới chỗ này mà mình có gọi cái hàm delay á, đó ví dụ như là 500 mili giây đi đó, thì nếu mà mình để chương trình con ở dưới thôi mà mình không có cái này gọi là cái gì ta, pre-prototype tức là function prototype, tức là mình sẽ gọi cái tên của cái function mà để phía trên, để cho cái chương trình lúc biên dịch nó biết, nó thấy à có cái tên chương trình nè, vậy chắc là có cái chương trình con, cái nội dung nó nằm ở đâu đâu ở bên dưới đó, thì khi đó cái compiler nó sẽ tự động nó kiếm cho mình ha. Thì đó là cái cách. Rồi giờ muốn nó chấp tắt thì mình đưa vô cái hàm vòng lặp while thôi. Ok. Thì bây giờ mình sẽ cho nó vô, mình dùng cái thằng nguyên cái bọt B1 đi cho nó thú vị. Mình cho nó bằng gì các bạn? À, ngã B1 ha. Tức là mình sẽ đảo từng từng bit bên trong cái bọt B1 này luôn ha. Không bằng 1, 1 bằng 0. Thì cái đó trong tài liệu có ghi rồi nha. Nè. Đây. Được chưa? Ok chưa? Rồi. Thì mình sẽ delay 500 giây xong mình lại quay chương trình này lại, mình chạy riết luôn. Đó thì các bạn sẽ coi thấy thấy nó sẽ đảo tắt ha. Rồi, bọt B1 chạy. Rồi ok các bạn, xong ha. Thì trong cái bài này mình muốn giới thiệu với các bạn cái cách mà mình bắt đầu nhập môn với chương trình C, những cái thanh ghi mà nó đã có sẵn cứ thế xài, cái cách đặt tạo lại cái tên biến cho nó đẹp, nó chuyên nghiệp. Còn hiện tại là mình đang làm nhanh thôi. Mình đang làm nhanh cho các bạn coi cái đó, mình đang làm nhanh cho các bạn coi cái chỗ này thôi ha, cái chỗ này thôi, ok chưa? Dục trực tiếp luôn ha. À có một cái mình kêu là mình chưa thử lại, ok bây giờ mình sẽ thử các bạn coi luôn nha. Ok bây giờ mình khai báo cái biến mà nếu mà lưu bên RAM thì sao, mà lưu lưu bên chương trình thì sao. Ok lỡ rồi ha, cái gì mình cũng tò mò các bạn, curious đúng không, mình tò mò. Ok thì bây giờ ví dụ mình tạo một cái mảng gồm có 100 phần tử đi. Đó kiểu in này nó chiếm khoảng 2 byte nha, trong code C này hình như là 2 byte, các bạn muốn biết đúng không, bạn bấm F11 cho mình, bấm F11 cho mình đó, bạn bỏ chữ in, bạn bấm vô chữ in xong bạn bấm F11 thì các bạn sẽ thấy là gì các bạn, ở trong đây nó sẽ nói về cái kiểu dữ liệu số kiểu in của bạn, refer to by scalar hả? Thì trong tài liệu này nó sẽ có ở đâu đó, nó sẽ nói cho mình về cái kích thước của các kiểu kiểu dữ liệu vậy ha. Thì mình sẽ kiếm coi nó sẽ có một cái bảng về các cái kiểu dữ liệu cơ bản á, và cái kích thước nó bằng bao nhiêu á. Hôm trước mình có thấy nhưng mà bây giờ hiện tại là mình không thấy ha. Thì nó sẽ có một cái bảng, nó sẽ tổng kết cho mình biết là các cái kiểu dữ liệu, với hồi xưa mình học C á, kiểu dữ liệu đó là chiếm bằng bao nhiêu byte, chiếm bao nhiêu byte ha. Ok standard C này. In nè. Thì mình nghĩ nó là dạng 2 byte á. Ha. Ok. Ok. Ok ha, mình nghĩ nó là dạng 2 byte á, nhưng mà để khi nào mình nè đây 2 byte nè, scala 2 byte nè, thì những cái kiểu này nè thì nó là dạng 2 byte nè. Ok chưa? Rồi. Ok ha. Rồi. Ok, thì ở này khoảng chiếm khoảng 200 byte. Thì trong lúc biên dịch nè các bạn nhìn nè, program size nè, thì nó thấy cái vùng data mình chiếm khoảng phần data là phần bộ nhớ RAM á, chiếm khoảng 999 byte nè. Code chương trình mình chiếm khoảng 66 byte nè. Đó. Thì bây giờ mình nếu mà mình thêm này vô nữa thì cái phần data mình nó sẽ lên tới khoảng 209 byte à. Đúng không? Thử coi. À nó báo cái segment to last
tức là nó kêu nó cái thằng này mình khai báo nó lớn quá, nó chiếm nhiều quá, ok giảm bớt đi ha. Đó. À đúng rồi các bạn, quên các bạn, sorry. Các bạn nên nhớ một cái là gì các bạn, bộ nhớ RAM của cái con 8051 này nó bằng bao nhiêu các bạn? Bộ nhớ RAM con này nó chỉ có được cái 256 GB RAM nội thôi các bạn ơi. 256 RAM nội mà nãy mình quất tới tới 200 thì gần như là nó chiếm qua rất nhiều các bạn. Chà. Đúng không? Đó nên cái kiến thức về bộ nhớ các bạn cần phải biết rất là nhiều. Đó đây. Nè, cái bộ nhớ RAM của nó có 256 GB thôi, nhưng mà 128 GB á là bên đây là nó đã dùng cho những cái thanh ghi đặc biệt rồi ha. Đó nên mình gần như mình chỉ xài được khoảng 128 GB ở bên đây nữa mà thôi ha. Đó, nó trừ khi mình có RAM ngoài ha. Còn không là cái RAM nội nó chỉ có đây nè. Nè, 128 GB để chứa dữ liệu thôi. Mà nãy mình khai báo tới cái như vậy là nó quá lớn rồi. Quá lớn đi. Nó giờ xuống 10 thôi nha, 10 nhân 2 lên khoảng tầm 23. Nè, thấy không? Nãy 93 giờ thêm cái này 23 nữa thành là gì? 293. Thấy chưa? Ok chưa? Rồi. Thì cái đó là dạng data nha, cái biến này sẽ lưu bên data. Còn bây giờ mình thêm từ khóa code vô cái, đúng không? Từ khóa code vô cái, mình biên dịch cái. Thì các bạn sẽ thấy nè, đó, data nó xuống còn có gì các bạn? 93 các bạn thấy không? Data xuống còn có 93 thấy không? Và cái code mình nó lại lên tới 80 xin bao nhiêu vậy? 86. Hồi nãy 66 giờ lên 86 rồi thấy không? Ok, vậy là cái biến này nó đã lưu qua bên cái bộ nhớ gì? Bộ nhớ ROM ha. Bản chất bộ nhớ ROM là bộ nhớ cái gì? Read only memory nha. Thì tuy nhiên cái bộ nhớ mà chứa chương trình con vi điều khiển của mình nè, chắc chắn không phải là ROM ROM thuần các bạn. Tại vì nếu ROM thuần thì sao mình nạp cái chương trình vô cho nó được. Nên thực ra nó là dạng bộ nhớ flash nha. Nó là một cái dòng cao cấp của ROM. À, dẫn tới là mình có thể đọc ghi cái bộ nhớ flash đó được. À, nó là dạng bộ nhớ ROM thôi, được chưa? Nên cái việc mà mình tạo một cái biến lưu trong ROM vẫn ok nha, và mình có thể đọc ghi dữ liệu nó vẫn ok. Rồi bây giờ mình sẽ có thể vô đây mình gán thử. Rồi mình vô đây mình trải nghiệm cho các bạn coi, đâu vấn đề đâu. A cộng cộng đi, đúng không? Thì A không chứ, A không tức là mình lấy một phần tử thôi, mình lấy A không cộng cộng ha. Đó, quên, vậy ban đầu phải cho in một A. Các bạn thấy gì chưa? À, hồi nãy mình cứ tưởng là cái bộ nhớ ROM á, bản chất là flash, thì mình nạp cái chương trình vào thì mình vẫn có khả năng thay đổi được cái giá trị trong bộ nhớ ROM. Tuy nhiên một cái biến mà nếu mà mình khai báo nó nằm ở bên ROM á, thì nó vẫn sẽ trở thành biến dạng hằng gì, hằng số bạn ơi, unmodifiable value. À, hồi xưa học bên assembly của mình cũng vậy ha, tức là mình tạo ra những cái biến mà lưu trong bộ nhớ ROM á, là mình cũng tạo ra mấy cái mã của data mình lưu bên ROM á. Thì cái câu chuyện là mình cũng không thể nào thay đổi giá trị của những cái ô nhớ bên ROM được, mình chỉ lưu nó dạng hằng số thôi. Và câu chuyện là khi mình lưu bên đây thì vẫn vậy ha, tức là nó cũng chỉ là những cái hằng số thôi. Ví dụ mình thay đổi đi thì mình biên nó sẽ báo lỗi ha, là không cho các bạn ha. Ok, vậy thì nó ra đời để làm gì? Để khi mà mình muốn sao các bạn, mình muốn ghi những cái dữ liệu cố định ban đầu trong lúc mình nạp chương trình luôn á, thì mình sẽ ghi như thế này ha. Đó, thì khi mình khai báo ra thì những cái biến này sẽ lưu đè vô trong cái bộ nhớ ROM mình luôn và không thay đổi được ha. Mình muốn thay đổi mình chỉ có cách nạp lại chương trình thôi. Rồi ok, sau đó mình sẽ sử dụng nó. Ok ha, rồi hết lỗi nha, không có lỗi nha. Ok ha, rồi thì khi đó mình muốn sử dụng nó thì mình tiến hành là mình đưa vô đây mình xuất ra thôi. Ví dụ như cho này mình xuất thằng A này là A A1 đi. A1 là bằng mấy? A1 bằng 2 đúng không? Rồi biên dịch. Coi thử đọc dữ liệu được không? Đó. Thì mình chạy thử. Nè, bằng 2 nè, 2 là 10 ha, 10 là bằng 2. Ok chưa? Rồi ok. Thì tóm lại là chỗ cái bộ nhớ code này thì nó lưu cho bộ nhớ chương trình, thì nó sẽ khai báo biến constant ha. Thì nó là dạng biến hằng số và sẽ lưu trong cái bộ nhớ ROM ha, không thay đổi được. Ok. Nói chung là các bạn thấy cái cách mình làm rồi đó, cách mình hướng dẫn gì đó, tức là nó sẽ có nhiều cái vấn đề lắm trong lúc mình hướng dẫn ha. À, thì có cái lỗi gì đó mình chủ động mình sửa, đừng có sợ, đừng có ngại gì hết. Quan trọng các bạn có thời gian, các bạn làm. À, còn nếu các bạn không chịu làm thì bó tay, đúng không? Rồi, về cái include á, thì mình có một là mình dùng include thư viện này, hai là mình có thể dùng cái AT89X52.h cũng được. À, hai này nó tương đương nhau nha, không có vấn đề gì đó, mình đưa này cũng được. Rồi biên dịch nó không ok ha, mình có thể mở cái file lên mình coi. Thì trong đây thì thực tế nó cũng define mấy cái biến này y chang thôi. À, hai cái file .h này giống y chang, tức là người ta
thích để gì đó, tức là cái dòng thanh ghi này cho cái dòng ít 51 luôn, cho tất cả dòng 51 luôn, giống giống luôn. Còn này là ít, cụ thể mình là ít 89, ít 52, thì gần như nó cũng như nhau ha. Nó phụ thuộc, còn cái con chip khi mà mình lập trình thì mình vẫn dùng AT89S52. Còn thạch anh này các bạn đừng có quan tâm nha, nếu các bạn không chạy debug á thì cái thạch anh này nó không có ý nghĩa. Còn ý nghĩa nó chỉ là dùng để lúc mình chạy debug á, mình tính toán cái thời gian á. Còn lại thì bên cái compiler này nó chỉ biết cái source code cho mình thôi, còn thạch anh nó không quan quan trọng. Qua đây khi mà cái con chip mình á, mình gắn cái thạch anh bao nhiêu thì nó mới chạy với cái tần số này ha. Ok rồi, ok. Một cái nữa, cái board số 0 mình muốn sử dụng mình nhớ nối với cái điện trở thanh ha, mình kéo nguồn như thế này thì khi đó mình mới xài được nha. Đối với cái board số 0, cái này bài hồi xưa mình đã nói rồi nha, cái bài về kết nối các ngoại vi nè, đó đó mình có nói rồi ha, trong cái video hồi xưa về phần assembly ha. Ok rồi, ok thôi mình kết thúc cái video nhập môn lập trình C cho bài đầu tiên, giao tiếp với xuất cái giá trị ngõ ra GPIO thôi ha. Cách khai báo biến và những cái lưu ý, những cái cấu trúc chương trình cơ bản vân vân ha. Ok rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.